amigo. Người có 28 kg. Là đi nhanh ấy. Bali ồ. Quay kìa kìa. Giờ sao đi, phải đầu tư máy quay xịn. Chèo bình thường xuống ở đây đâu ạ. Bắt đây nè. Còn tới đây nè. Lái chèo, cô gái đi lái chèo. Bắt đi. Nặng không? Không nặng. Nặng chị. Trời ơi. Quá tuyệt vời. Cuộc sống quá là sung sướng. Thế này có phải sướng không vậy? Hả? Cuộc sống thế này có phải sướng nhỉ? Đánh nhau làm gì, chiến tranh làm gì nhỉ? Nhưng mà cái cuộc đời tâm trạng nó vui vẻ. Ừ, có khách thì có tiền, phải lao động mà có tiền thôi. Khách bo nữa, khách cho tiền. Mấy nghìn cái xùa, cái thúng gì? Mỗi nhà nào có, nhà nào cũng có cái thúng hả? Mình nhà mình cũng bo như người đăng ký vô cũng vẫn được. Qua người bán người chưa đăng ký được cũng vẫn được. Nhưng mà có cái đội kia thanh niên nó đi nó vui. Ủa thế sao mấy cái ông này cứ đi lang thang ở đây? Thì học ba đủ giờ vào đâu đó. Hả? Đủ cái số vào đâu đó. À. Họ ra họ quay hả? Họ đủ số. Đi ngày nắng chứ đi ngày mưa thì chắc mệt lắm. Ngày mưa làm gì có khách gì? Có chứ, có khách mùa mà. Nhưng mà mình không có khách mùa. Trời ơi, nói đi em. Nói đây kìa, có cái tụi Hàn Quốc kia nó mới đi đến đây nó mới vui kìa. Từ từ chứ. Rồi, bay chút xíu nha. Rồi ba đây. Cô gái đi chào thuyền.